từ mùng 1 tháng 10 thì tôi được Ủy ban tỉnh, Sở Y tế, rồi huyện ủy điều động và bổ nhiệm về nhận nhiệm vụ là giám đốc trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào. Khi về nhận nhiệm vụ thì thứ nhất là về cơ sở vật chất trang thiết bị xuống cấp và trang thiết bị thì thiếu. Về trình độ chuyên môn thì thực sự là các bác sĩ vừa thiếu vừa yếu. Chúng tôi cũng xác định là thay đổi. Trước tiên là chúng tôi sẽ thay đổi cái khoa khám bệnh, sắp xếp lại các phòng khám, rồi cận lâm sàng, siêu âm, xét nghiệm, rồi các cái phòng khám khác làm sao nó thuận lợi nhất cho người bệnh đến khám và điều trị. Cái thứ hai nữa là về mở các lớp tập huấn về giao tiếp ứng xử cho toàn bộ cán bộ nhân viên y tế, kể cả các đồng chí ở trạm y tế xã lên trung tâm tập huấn, tạo cái hài lòng nhất cho người bệnh khi đến khám và điều trị. Cái thứ ba nữa là trung tâm cũng đã mở những lớp học về cấp cứu, ví dụ như cấp cứu chống sốc phản vệ này, cấp cứu ngừng tuần hoàn này, cấp cứu tai biến mạch máu não này, mở tại trung tâm, mở tuyến trên về giảng. Sau đó thì cử các bác sĩ, toàn bộ các bác sĩ trung tâm và bác sĩ ở các trạm y tế xã lên tuyến trên học và trực tại bệnh viện Đa khoa Phố Lối để có những cái kiến thức về sau để giúp cho là khám và chữa bệnh cho nhân dân. Cái việc nữa là cũng tăng cường cái trang thiết bị máy móc hiện đang có để sử dụng hết công suất để phục vụ cho người bệnh. Trở lại trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào, khi cơn mưa rào đầu hạ vừa dứt, dù trời mưa nhưng khoa khám bệnh khá đông người, mọi người đều giữ trật tự, lần lượt vào khám theo số thứ tự. Hơn ai hết, cụ Trần Hồng, 90 tuổi, một bệnh nhân bị bệnh mãn tính thường xuyên đến thăm khám tại trung tâm, cảm nhận được sự đổi thay từng ngày nơi đây. Tôi ở địa phương đây, thỉnh thoảng sang điều trị đây là phải nói là được trên điều ông Trọng về. Bùi Quang Trọng, về làm giám đốc ở đây. Gần một năm nay tình hình chuyển biến rất mạnh, bệnh nhân đông, quang cảnh đẹp, sạch sạch đẹp. Thái độ của lãnh đạo và cán bộ nhân viên của bệnh viện này nó thể hiện được cái ngành y tế ứng xử thế nào. Như thế là bệnh nhân người ta thoải mái cái. Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh là giải pháp cấp thiết đầu tiên được ban giám đốc mới của trung tâm đề ra. Trong đó, sự hài lòng của người bệnh được coi là đích đến, là sự uy tín để lấy lại niềm tin của nhân dân. Đặc biệt, trung tâm đã ưu tiên kiện toàn khoa khám bệnh, cải tiến quy trình rút ngắn thời gian chờ đợi làm thủ tục giấy tờ khi bệnh nhân đến thăm khám. Trước năm 2010, tháng 10 năm 2018 thì thực sự là trung tâm y tế là đi vào những cái sự rất là bế tắc. Thì lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại trung tâm là giảm sút so rất nhiều. Nhưng mà từ khi mà ban lãnh đạo mới về công tác tại trung tâm thì thấy cái vấn đề là khám bệnh cho bệnh nhân tại trung tâm là một vấn đề thiết thực và rất là cấp bách. Nên đã chỉ đạo toàn bộ là nhân viên trong bệnh viện là cải cách công tác khám chữa bệnh ban đầu tại khu vực phòng khám. Thì cũng đã sắp xếp lại toàn bộ khu vực phòng khám là có 8 phòng khám và để phục vụ bệnh nhân khám chữa bệnh và điều trị bệnh ngoại trú rất là thiết thực. Cho nên là từ cái năm 2019 trở lại đây thì là bệnh nhân đến khám rất là đông và cái lượng bệnh nhân khám trong ngày là thường là từ 3 đến 400 bệnh nhân trên một ngày. Và bệnh nhân thì được tiếp đón rất là chu đáo và niềm nở. Tôi đến bệnh viện này là thấy thời gian gần đây thấy một cái công tác đổi mới là rất là hiện đại, phục vụ nhân dân rất là nhiệt tình. Và các ban các phòng chỗ nào ra chú ý có bảng chỉ dẫn và bác sĩ rất là hòa hỏi với lại mời người bệnh nhân, nhất là những căn dặn cẩn thận. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động, y đức là thước đo phẩm chất, chuyên môn là thước đo nghề nghiệp. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, dám làm và dám chịu trách nhiệm ở trung tâm y tế Mỹ Hào bước đầu đã tạo ra chuyển biến đáng ghi nhận. Đặc biệt, trung tâm đã mở mới nhà thuốc để phục vụ bệnh nhân tại chỗ khi có nhu cầu điều trị,
những thuốc không có trong danh mục bảo hiểm y tế. So sánh 5 tháng đầu năm 2019 với cùng kỳ năm 2018 cho thấy sự đổi thay, sự tin tưởng của người dân khi đến với trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào đã tăng lên đáng kể. Cụ thể, tổng số lượt bệnh nhân đến khám bệnh tại trung tâm 5 tháng năm 2019 là 16.550 lượt, tăng gần 19%. Số bệnh nhân điều trị nội trú đạt 1.250 lượt, tăng 9,4%. Ngày điều trị nội trú đạt gần 6.700 ngày, tăng 5,4%. Xét nghiệm hơn 66.600 lượt, tăng gần 14%. Chụp X-quang gần 2.300 lượt, tăng 5,8%. Siêu âm hơn 2.500 lượt, tăng gần 32%. Trong thời gian gần đây thì Trung tâm Y tế Mỹ Hào đã có rất nhiều tiến bộ vượt bậc. Mặc dù là cái cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế Mỹ Hào còn rất nhiều khó khăn, trang thiết bị thì còn thiếu và nhân lực thầy thuốc chuyên môn thì rất là mỏng. Nhưng mà trong một cái thời gian vừa rồi đấy, thì bằng sự quyết tâm và trách nhiệm thì lãnh đạo Trung tâm Y tế Mỹ Hào cùng với tập thể toàn bộ hệ thống y tế xã phường của Mỹ Hào đã hết sức quyết tâm nỗ lực thay đổi cái phong cách thái độ phục vụ cho người dân và đặc biệt là nâng cao trình độ chuyên môn của mình, đã tạo một niềm tin cho người dân trên địa bàn Mỹ Hào. Và trong cái thời gian vừa rồi ấy, không những lãnh đạo sở chúng tôi đánh giá cao cái sự cố gắng đó mà người dân cũng rất ghi nhận sự cố gắng đó, đã có rất nhiều những cái lá thư và đường dây nóng đối với chúng tôi để khen ngợi cái đội ngũ thầy thuốc của Trung tâm Y tế Mỹ Hào. Trong thời gian tới thì lãnh đạo sở chúng tôi cũng sẽ tập trung hết sức có nguồn lực để mà tập trung cho Trung tâm Y tế Mỹ Hào. Và đồng thời chúng tôi cũng sẽ đề nghị với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là lãnh đạo của thị xã Mỹ Hào sẽ đầu tư cho Trung tâm Y tế Mỹ Hào về cơ sở vật chất và trang thiết bị để đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trên địa bàn. Trong bối cảnh nhân sự thiếu và yếu về trình độ chuyên môn, ưu tiên hàng đầu của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào là tăng cường cử đội ngũ đi đào tạo và đào tạo lại nhằm mở rộng các dịch vụ y tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Khoa hồi sức cấp cứu nội nhi có với đội ngũ là gồm có 3 bác sĩ và 5 điều dưỡng. Thì với chiến lược phát triển của bệnh viện thì trong thời gian qua thì lãnh đạo bệnh viện cũng đã cử anh em đi học các lớp bổ túc về phẫu thuật nội soi cơ bản và cấp cứu ban đầu tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và bệnh viện Đa khoa Phương Lối. Thì qua cái lớp đó thì cá nhân tôi thì cũng áp dụng nhiều về cái những cái kiến thức đã học được để đưa áp dụng vào thực tế vào khoa phòng. Và trong cái thời gian vừa rồi thì khoa phòng cũng phần nào đáp ứng được những cái nhu cầu cấp cứu ban đầu và điều trị những cái bệnh mà tại khoa phòng, và cái lượng bệnh nhân điều trị tại khoa phòng thì đang dao động khoảng 20 đến 30 bệnh nhân trong một ngày điều trị. Tới đây là cũng có cử tôi đi học trình độ sau đại học về cái chuyên ngành nội tại trường Đại học Hà Nội, thì cũng hy vọng rằng là với những lượng kiến thức học được lần này thì sẽ góp phần vào chung tay vào việc phát triển của khoa phòng và mục đích phát triển chuyên môn của bệnh viện. Hướng tới mục tiêu cơ sở y tế xanh, sạch đẹp, trung tâm đã tiến hành chỉnh trang lại cơ sở khuôn viên đơn vị, sắp xếp bãi gửi xe thuận lợi, triển khai nhiều hệ thống biển báo, bảng chỉ dẫn, nội quy khám chữa bệnh, bố trí khoa học, dọc khu khám bệnh, hành lang, giúp người bệnh tìm đến phòng khám, xếp thứ tự vào phòng thuận tiện hơn, góp phần làm thay đổi bộ mặt của đơn vị. Đặc biệt, đầu năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định số 02 về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào thuộc Sở Y tế Hưng Yên. Theo quyết định, Trung tâm Y tế Mỹ Hào có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn, cung cấp thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Hiện trung tâm được giao kế hoạch 70 giường bệnh với 14 khoa phòng, 2 đội y tế dự phòng và bảo vệ bà mẹ trẻ em. Tổng số cán bộ viên chức là 76 người, trong đó có 4 bác sĩ chuyên khoa 1, 13 bác sĩ. Kết thúc chương trình làm việc tại Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào, chúng tôi được chứng kiến lễ khai trương phòng tiêm chủng vaccine Botec 63 Mỹ Hào Hưng Yên thuộc dự án hệ thống phòng tiêm chủng vaccine an toàn, hiệu lực cao do Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào mở tại Trung tâm Y tế phường Phùng Trí Kiên cũ.
Phòng tiêm chủng này có vị trí thuận lợi, được trang bị đồng bộ và thiết kế theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, gồm phòng đón tiếp, phòng khám tư vấn sàng lọc, phòng tiêm và phòng theo dõi sau tiêm với hơn 50 loại vaccine phòng bệnh. Việc khai trương phòng tiêm chủng vaccine Potech 63 Mỹ Hảo giúp người dân được tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ y tế chất lượng cao, an toàn, giá thành hợp lý, tăng tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, đặc biệt là một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng chưa triển khai. Phòng khám mở ra thì tôi thấy là tiện đi lại, phục vụ ở đây các bác sĩ thì rất là nhiệt tình. Tôi rất là yên tâm khi là cho con đến đây để tiêm vaccine. Trước đây con nhà tôi muốn được tiêm mấy thuốc dịch vụ này thì tôi phải cho con đi xa và ra tận Hà Nội mới tiêm được. Và tôi rất mất thêm tiền xe cộ với cả mất thời gian của tôi ạ. Và có được cái trung tâm ở đây thì chúng tôi đỡ được cái thời gian đi lại cũng như là tiền bạc. Tận mắt thấy nụ cười, niềm vui và những chia sẻ của các gia đình khi đưa con tới phòng tiêm chủng mới, chúng tôi tin sự đổi thay ở Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào đã được người dân ghi nhận. Và trung tâm sẽ còn nhiều sự đổi thay nữa nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân.